tay về lấy dao đi. Thì hắn ngon lắm ấy. Hôm trước đuôi con cầu tặc tủ nó ngon rồi, bây giờ lại còn đuôi con này nữa. Như mà vương. Sà. Con khứa này con khứa. Khứa như kiểu thử nha. Ừ. Ôi dồi ôi, dài lắm. Yêu đuôi thế cả. Anh khứa mà chịu. Đuôi khứa mạnh vào. Khứa cái thành hình ấy. Con này có mà ngạm nó hay là chuyển món gì. Em mấy món này ăn nhiều rụng răng ấy. Nhất là răng giả của anh ấy. Rụng răng. Cái này hầm như kiểu là ngày trước cái món món chân chó săn thì em ấy. Ngon hơn. Không khứa được anh ạ. Để đấy, mày không làm được cái gì nên hồn. Anh cho nhiều bột ớt đấy. Ớt cay là mới ngon. Nó tươi hết cả mồm ấy. Ui, ui kê. Ui, ui, ui trời ơi, anh khứa thế thì chặt mất cả xương của nó ấy. Bò thành tinh à? Em bảo con bò này to mà. Sao tưởng đến lượng? Nó mãi chẳng khứa được cái loài. Khứa không khứa được. Anh mày giữ cái đuôi nó chặn đất. Mày khứa đơn giản này. Đơn giản mà gồng mình thì tới đâu. Mày lấy cái đuôi nó chầm đất bây giờ. Anh làm quá khỏe của em. Dài ấy. Cái ngon nhỉ. Xẻo nó lên này. Nó ngấm ra bích. Da này mà. Lấy khâu lại xong rồi nhét nước vào làm đá bóng này. Đây thì nạ nướng không biết có gì. Ngon. Nói chung là được, biết đem phần này là tốt. Đem đổ chín luôn đi, ăn đầy ngon. Đổ chín thì ta còn thắp hương các cụ trước. Các cụ gì? Bảo là có người đem về thắp hương cụ Cường trước. Giờ là gì cụ nào Cường? Đấy. Anh ba từ quát con cụ. Ướp vào đuôi nữa thì em ăn đuôi. Ngon đấy. Không phải đơn giản đâu. Cũng ngon đấy. Quả này trong tí nó đỏ lửa ra về quê. Ngon lắm. Ra để em quay. Trời ta, trời ta. Rồi, cứ đặt nó chín một mé đã. Thôi, anh em mình đi lấy sen đi. Chả ăn sen. Anh ơi, anh ơi. À? Anh lật xem trái thế đi. Giữ để tao quét. À, ơi. Đáng nhìn mày thế, đi lấy sờ lên tài. Rồi đấy, để em đi đó. Để em quét cho. Em đi quét đi, ra rồi đây. Thôi, mày biến đi. Mày ăn no cỗ rồi mày ăn làm gì đuôi bỏ nữa. Nhưng em chưa được ăn đuôi. Ăn thịt gì cái gì phải ăn đuôi. Nhớ đâu đuôi ngon hơn thì sao? Ngon hơn thì tao ăn tất. Đập cho không trượt phát lào. À, chú ạ. Ai xà. Ai xà, chú thấy hấp dẫn chưa? Trời hơi bị ngon luôn đấy. Em ăn đoạn cuối. Mà không bị cứng. Đoạn nào cũng mềm, cũng mềm hết. Vàng nha. Một quái đi. Xà. Ăn giúp. Anh tắt đi, nhanh chín đi ăn đi tầm suối. Ai bảo. Đinh thì cảm ạ. Quá.
Ôi giời ơi, quá là ngon luôn. Ôi ấy đừng có sợ ơi. Mày giữ đây tí cho tao, giữ đây, mày nghe. Đấy. Rồi thế. Thế nhá. Đợi tao tí. Ôi, cho cả nhà xem. Ôi. Đây là đuôi chuột ngoài lọ mỡ. Đuôi chuột. Đấy. Đây là đuôi bò. Lên cây kia, xin ăn đi. Ba la bê lê ba la. Lên trước. Từ tao tắm luôn thôi. Đấy, tắm đây nhá. Đấy. Tắm được không? Anh chị vào. hơi nồng sao? Anh chị vào. À đây. Đồ. Từ từ rơi bả cũng được. Cầm trang đây, ngồi lên này, dao này anh tập cho một kia rồi này, tao tập cho một kia ăn nhỉ, nguy hiểm quá nhỉ. Ăn đây anh ruột đây, ăn xuống đi. Ngồi lên. Không đu bám, không kéo nhau nhá, không xô đẩy nhá. Rồi, ngồi đi. Ok. Đấy. Ra đây đã. Bỏ vào đấy nhỉ. Cho em luôn đúng sao cái đuôi đi. Gắn cái gáy này cầm. Anh bỏ cái mũi dao ra. Ôi, tưởng tao. Mày khó ăn lắm. Khó ăn kì. À, quên, mời tất cả mọi người nhé. Ừ. Anh chéo em ăn rồi chứ. Ngồi đi, mày ăn đuôi gì? Cầm đi. Cầm. Cầm nó chảy ra. Để được. Ơi. Này, cầm lấy. Cay thì tao ướp cay ấy chả cay. Được. Cái loại mày thì không làm được cái gì nên hồn nhỉ. Mời các bạn nha. Bỏng hết. Giòn lắm. Ngon đấy. Giòn nhỉ. Ngon nhỉ. Dạ mày trưởng nha. Giòn mà. Dạ cho mình ngon các bạn. Cay quá. Cay á. Anh ướp nhiều ớt quá. Ui, chín tới. Tôi ăn thử hưởng thức một miếng thịt. Cuối cùng ngai không? Lâm ngả ngai hơi không? Mày rút điện thoại tao đâu ấy. Nhà miếng là xong rồi, khỏi rồi. Thấy quá. Ngon, cay rồi. Cay à? Em cũng ngửi thấy mùi vị ốc biêu nhá. Tại lúc này tao vừa chầm cái đấy xuống nước mà. Ngon à? Tao chầm cái đấy xuống nước mà. Ngon nhỉ? Đói em cái gì cũng ngon. Giòn. Có cái đoạn giòn rồi, có đoạn dài dài các bạn. Nhà cay quá. Nhà ngon không cưỡng lại được. Siêu cay. Cắt này, thừa, to, cá lóc ăn. Cái mình xịt ra. Cái này. Từ. Sống lắm mày ăn làm gì? Sống lắm sống. Hả? Chín. Thái đi tí à. Tiết kiệm. Đây các bạn miếng thịt bò nha, thịt đuôi bò. Có ai gần đít nữa. Không ai nói. Mày không nói, không ai bảo mày cầm đâu. Thế à, con như à. Đây cho em bạn này. Tao hôm năm. Hôm năm mày thích ăn hẳn đít nó. Bẩn lắm. Không, cái mà
chuyên để đi giải. Cái chế bằng cái đít. Này. Đít là để gì hả? Sao khế. Đồ người à? Ta gọi là lơ bơ sơ khá. Người ta bảo ngu mà anh chế bò sao khế anh ngu à? Ừ, được rồi. Tớ nào để mày ăn xem. Mày có ăn không? Không ngon không? Ăn rồi ra lại ăn rồi dài lắm. Ngon có vị nha. Có vị hay cực. Giạc lắm. Để thưởng thức kiểu thuần phong mỹ tục Trung Quốc nó sẽ thế này này. À bảo. Thành công khéo mất chân giả. Cay quá. Ngàn tán mồ hôi cay. Nóng chẳng uống nước à. Đấy. Cho xuống mà hớp này. À. Có vị ngon nhá. Hớp này. Chú nhá. Cay. Cay mới ngon. Ai kiểu gì cũng dở vòng đít. Thèm lắm nhau cay mà. Đây này. Cầm đấy tao xẻo cho đoạn này không cay. Một đoạn đấy càng cay. Ướp hơi quả tay. Hơi nhiều ớt. Này thái hơi nhiều ớt. Bỏ siêu cay. Anh chẳng gặp. Đây. Đoạn này là không. Không cay. À không. Cay nhưng mà ngon. Và đây thịt nó này. Ngon cực kỳ luôn. Tan mồ hôi. Khá là cay. Đến giờ bỏ cây. Wow. Mày gặm đoạn cuối, tao gặm đoạn trên. Dài đi. Ăn này nó mới là... Ăn được chất. Phả đam mê ăn. Mất tội gặm thế này hơi mắc răng. Cay quá. Ngon à? Mất con dao lần thứ hai nữa. Tí nữa tao mò. Cái nó giòn hơn à? Rồi đến hôm nay tao chấm nước rồi nó chắc là ngon. Anh vặn nhau nhỉ? Này tốt nhỉ, tốt rắn nhỉ? Cảnh vậy. Cay nhưng mà ngon. Cay nhưng mà quen rồi xong ăn ngon á. Ngon nhưng mà cay. Ăn vã mồ hôi. Ăn cái mà mùi lâu người mình thích à? Mùa đông ơi xin hãy. Xin hãy. Càng dưới càng dễ ăn nhiều thịt. Mềm. Trời dám. Ăn giòn á. Nhếch mép à. Uầy. Vã mồ hôi là tí nữa nghỉ cho bớt vã mồ hôi không. Anh em mình tắm này. Vã mồ hôi xuống. Tắm đi cản chết tôi này. Cay quá. Cái này chủ đích kịp mà. Ăn mãi chẳng hết nữa anh.
nó dài, nó thịt xung quanh. Này cửa em ơi, đáng nghĩa là phải hầm qua một tí xong rồi nướng ăn với mình. Thánh linh dẫn mấy quả này không thúi, quả này mà thúi làm cho anh ăn tốt. Đấy là người ta nói thế thôi. Còn mình hôm nay sẽ đưa ra cho mọi người một combo vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất lượng. Bao gồm 3 sản phẩm nha mọi người nha. Đó là một đôi giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng da, và không thể thiếu đó là một nước hoa Chanel. Đây, giới thiệu cho mọi người từng sản phẩm. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu. Giày mọi người chọn đôi nào cũng được. Đẹp từng chi tiết. Có mã từ T1 đến T15. Anh em mình rất nhiều giày. Mọi người sau khi lựa chọn sản phẩm từ T1 đến T15 thì sẽ lựa chọn tiếp theo đó là hai thắt lưng da hiện đang hot nhất thị trường. Một mặt xoay và một mặt truyền thống nha mọi người nhá. Đó, đẹp từng chi tiết, không thể thiếu một nước hoa. Úi dồi, Chanel nha mọi người nhá. Một nước hoa Chanel. Sao mà mùi thế nhỉ? Thơm. Combo 3 sản phẩm đó là một giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng và một nước hoa. Chỉ có giá 300k. Em nghĩ nên bán 290k. 270k là hợp lý ạ. Ok luôn, 270k. Nếu mọi người mua lẻ một đôi giày Việt Nam xuất khẩu có mã từ T1 đến T15 nha mọi người nhá. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu thì mua lẻ đang có giá, anh em mình đang để bán là 150k. Hai thắt lưng 100k nữa là 250k rồi. Một nước hoa 100k nữa là 350k. Nhưng riêng combo ngày hôm nay vừa rẻ này, vừa nhiều này, vừa chất lượng, chỉ có giá 270k nha mọi người nhá. Cực kỳ ok, giày Việt Nam xuất khẩu, đây là do Tắc Biên ở Trung Quốc anh em mình lấy về, hàng quay đầu, giá cực kỳ mềm với mọi người. Nhớ, vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất. Chất.